ここ行きよ。អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានិងផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមវិធីការពីក្តីអៀងសេរីដើម្បី sorry ខៀវសំផនដើម្បីបន្តការតាំងធនរដ្ឋដល់ចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président. Madame, avant de revenir à l'endroit de votre récit où vous vous êtes arrêtée avant la pause, j'aurais une précision à vous demander. À l'époque où vous étiez dans la forêt, est-ce que, au moment où vous avez accouché de votre premier enfant, Monsieur Khieu Samphan était avec vous au jour de l'accouchement ? នៅពេលខ្ញុំសម្រាលក៏អត់នៅទេក៏ទៅក្រៅក៏ទៅចិនដល់ពេលខ្ញុំសម្រាលបានចិត្តមួយខែបងគាត់អញ្ជើញមកវិញVous avez ensuite indiqué que M. Khieu Samphan vous avait soutenu, était resté auprès de vous. Combien de temps cela a-t-il duré ? រហូតមិនដឹងជាប្រមាណខែទេប្រហែលជា3 4ខែឬក៏ប្រមាណទេពួកឯងចិត្តនៅរហូតទៅដល់ពីមន្ទីរ17ហ្នឹងនៅប្រហែល3ខែនៅមន្ទីរ17បានចេញពីហ្នឹងទៅ20បង20នៅបង20នៅជាមួយគ្នាដែរហើយចេញពីបង20បានទៅភូមិមៀកក៏នៅជាមួយគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគាត់នៅជាមួយគ្នាក៏ទៅមៀកបានតែមួយបន្តិចទេចិត្តរំដោះខ្ញុំពេញEt vous dites, madame, que pendant ces 4-5 mois, il s'est occupé de vous. Ça veut dire quoi exactement ? Pratiquement, c'était quoi ? S'occuper de vous ? Est-ce que vous pouvez décrire rapidement de quoi il s'agit ? អត់ឲ្យដួសទឹកអត់ឲ្យខ្ញុំចុះទឹកបាយទឹកដែលគេនេះមកក៏ជួយយកមកគឺក្នុងមួយរយៈ3ខែនឹងគាត់ថាមកកុំឲ្យដើរនៅបើមិនចឹងទេច្បាស់ជាឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ចាស់ទៅនឹងមិនទាន់ទេប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណដែលខ្ញុំសម្រាលហើយខ្ញុំធ្វើតែខ្លួនឯងមុនទៅហើយហ្នឹងទៅបានគាត់មកតែថាងាប់ហើយយ៉ាងនេះបើខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងឈឺងាប់តែអញ្ចឹងហើយបានគាត់នៅរហូតទៅគឺធ្វើសពគ្រប់ក៏អត់ឲ្យខ្ញុំចុះទឹកអត់ឲ្យដើរទៅណាទេMerci. Nous allons revenir à ce dont nous parlions avant la pause. Vous disiez que M. Khieu Samphan était allé s'installer à K3, mais que vous ne l'aviez, que vous étiez resté à K1. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez le rejoindre à K3 ou est-ce que vous restez à K1
Et pourquoi ne l'avez-vous pas rejoint, ne l'avez-vous pas suivi à K3 immédiatement? Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça ou pas? Donc au bout de deux mois, vous arrivez à K3. Quelles étaient les conditions d'installation dans ce nouvel endroit, ce nouveau bureau? Khơi đây nhom luôn nơi tè chờ mui phục thuê có ọt sụp bay tay chật đá có phục đá hay bậc quân có ọt phía đá đôi chân em bên lúc nhom ọt tới nơi chúng mui quá tế với bộ ấy tè nơi mình cà tê hay quát cồn dây đây quát tham bạch mà nơi nâng tê tè phục ở miền tây miền tây hay nhóm tư chân tết nhóm tháng chân nhóm nơi chỉ mùi phổ quân ta luôn chia tè quát miền cả tục miền ấy nhóm còn nơi mùi phổ quân ta luôn chia nơi chuyện ngồi chóp tè bài hỏi và hãy chưa phải ắt ban tân ư chim vui quá tê và hãy chưa của man khai cày pi rưỡi bay khai cày lư tha ta pol pot ở điệp trong tê muôi tha mà hai mấy tân ư chắc là điệp trong tê muôi oi quá tư xong rung ban khơi nẹt đi kê riệp trong tè muối mò chích tè bài chlong tè mà lụa ven chlong phơi mà lụa ven tè hay chlong mặt hàng anh đang cái nơi hàng trường tè đền nư nứng chlong mò mặt hàng ban riệp trong tè nâng hói ban cái áo cho mà nư chụp muối quạt hay sự than là cà phê nu cò bò bá nê đá rồi ấy nư miên ca ọt bài ọt nê viêm sơ miên bài miên tức ấy tức miên bàn tay viêm sơ miên co hộ cục quan tê về lá hộ nùng băng bài mà phê hay nẹt đặc ngon cò hộ chẳng đài hay mà hộ cứ miên tay sờ lo của cô và hả đội kia ọt miên một hộp ấy bị xe ọt tê hay cái riệp tẹt mò mùi để ao ấy nắng cứ bồ cắt miên mà tròn À partir du moment où vous avez repris la vie commune dans cette nouvelle maison avec Kyo Sampan, nouvelle maison dont vous nous avez dit qu'elle était également située à K3, est-ce que vos conditions d'installation se sont améliorées? J'entends par là que tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'à K1, il n'y avait pas de lit par terre, dormi sur des nattes. Est-ce que les choses étaient différentes à K3 quand vous avez rejoint Kyo Sampan dans cette nouvelle maison mise à votre disposition? Mmh.
Ban chít phlư hay quát cũng sợ ban sầm ra chúng cũng sợ ban sầm ra đai yục yục vô đuổi cho này chỉ vật không khởi chân tâm mặt tròn mò xa lớn bình tế mình sử dụng tế nơi nông prey tỏ đuổi chân hay mò nơi miền cái thà rùng đó hơi có mình toàn mình miền tập té té Et alors, vous venez de parler de votre fille, mais votre premier enfant, celui qui était né dans la forêt, est-ce que il était avec vous aussi là-bas, à 4 ans? อายุตึบตายบ้านใบชะนำจิตใบชะนำให้ยึงยมเกสมรจังหายก็คือไม่อนัดโกนได้ปันคือไม่จิตตูเตอร์เกนเอิงจังเผาแต่เตอร์นเอิงอนัดโกนนึกโกนได้ปันคือไม่ตั้งปีนึงม้อโกนแต่เอิงโดนกุมาขนมขายนั้นôi được chia chương bị ná tên nữ thà thứ sống vô mà lên mà đo lên mà đa ban mà tích từ lọc tư vinh vi dùng nật anh nật cô Qui avait pris cette décision alors de l'envoyer dans cet endroit? D'où venait la décision? ហើយខ្ញុំបាននិយាយដែរខ្ញុំថាចាំឲ្យវាធំតិចទៀតទៅ4ឆ្នាំអីទៅហើយគាត់ថាទេគេសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអញ្ចឹងក៏ទៅក៏ទៅយកកូនទៅវាអត់ចង់ទៅវាជុំតោងជាប់
Vous avez dit qu'au départ, les gens qui vivaient à Karin étaient tous partis vivre à K3. Est-ce que les personnes qui vivaient à K3, ils sont restés en même temps que vous? Ou est-ce qu'il y a eu des changements? Lúc ta nuôn chia ta Pol Pot hay nâng mai chùm nuôn đôi chia ta Yên Sử Ri bộ quân quát ta Son Sân Sên bộ quân quát ta Vôn Vết ta mình đẹp xây tế nhầm lịch nhé. Theo vì nút có cái tranh tầng o vì có bay tầng tư cái là anh kia tầng có bay tầng o ở coi mau ăn miên này nà mau tiệt tế miên ta tan buôn chia mau mà đòn nơi ta ở đây nhau mà này ai Je suis désolé, madame, je vais être obligé de vous demander de détailler parce que je ne comprends pas ce que vous avez dit. C'est peut-être dû à une difficulté de traduction. Nous allons voir. Ce que ma question était de savoir si vous, lorsque vous êtes arrivé à K3 pour rejoindre Kyo Sampan, vous avez indiqué que vous avez habité avec l'épouse de Nguyen Chea. C'est bien ça? Au début, vous avez vécu près de la cuisine avec l'épouse de Nguyen Chea. C'est ce que vous avez dit, je crois, à K3. Alors, à ce moment-là, lorsque vous arrivez à K3, il y a d'autres dirigeants qui habitent à cet endroit? Et combien de temps vont-ils rester? Est-ce qu'ils vont vivre à cet endroit, par exemple, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens? Ou est-ce que vous pouvez nous l'indiquer, s'il vous plaît? Je vais reformuler, Monsieur le Président. J'essaie de savoir, Madame, si vous venez de dire que les dirigeants habitaient à K3 lorsque vous y êtes arrivé. Est-ce que les dirigeants ont continué à habiter à K3 pendant longtemps? Ils sont partis où? Est-ce que vous le saviez? Chang tam kalein rieng ba
quạt riêng luôn thì bộ quạt xả miên mình ti cả xuông cả căn cặp từ cái này nâng tam nhầm đắng cứ quan tất nặng đầm bay riệp trong cái này hay tất nặng cái này ngặt tại phần nâng tê hay ta Pol Pot nuôn chía lúc nữ cái này co mùi anh đẹp xinh cứ nữ cái này cả xuông bọc ở kê riêng riêng luôn nâng tam nhầm đằng cầu máu lư thả cất tận nơi làm cả xuông lên bọc quạt chẳng vous et monsieur Kyo Sampan vous allez vivre à K3 jusqu'à quand bản to ru nâu mình thì có bảy ní ra hốt đào pel nà đấy khi mà ru nâu chỉ mùi quạt là hốt đào về Việt Nam cho cằn cặp. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez vous à K3? Quelles étaient vos activités sur place, vos fonctions? Khiom som chum riep nơ ko bay mok ngia da nung khiom ni ku mien ta dam bai oi pdai hay nung mơ con mien ta pi nung te Et est-ce que vous saviez ce que faisait votre mari, lui, de ces journées? Po con srei nhom a ka dal nung po ngut tuk ngut ay hai po chok mau tu ka lai thua ka kwat chi rieng roal thai mon dai khan te ruoch teu bo mien ka ay kwat ko yo ma dak ao khom neu teah bai khom mon dai teu ka lai thua ka kwat te pe nu khom ko ot tuan dang tha ka ngia kwat srei nên thế vận tay côn xây khi ông tư cho mũi quạt nhực nhòa bằng chân tứ các nô viên nữ chạy gì tích tích gì mình chạy bạc thế hay về tay về tập lọc màu vinh nâng du đáy bàn về lọc màu vinh về miền xây chân tứ vì chạy căn thơ vì chạy thành gì thà xây nô nâng cứ kinh gì được gì tu sạp chân ai nhóm có xua tha bốc với sấy nô nứng còn việc thì chạy gì ấy nô tọc mùi niệm man mấy nâng nhóm chờ tại vì máu viên dây tàn chân bán nhóm xua qua tháng phụ nâng phụ nẹ đè nâu nứng quật ôi tu sạp ở điệp văn nâng qua việt tư việt lứ hay ở cái địa văn cái tơ cài văn sơn văn pi cái lại khang tơ đặt nơi tam mu lực than nữa nghe rồi chẳng ở cái địa ở nâng về vậy tam kê nâng hay nhâm than chẳng cái lại nâng địa văn thằng khi nhâm địa văn nó cái tơ cài văn ấy nâng dương địa ở kê nữa nghe chẳng hay nhâm có nực hình thái áo bát và nâng cái lạnh quạt nâng riêng bị bắn bắn nâng ấy cho tập gì to mất và tăng gọi riêng bắn cục mục tầng o tăng pin bắn vào học kho ao chan năng vô từ mua lực than đất từ mua lực than nâng qua prap nhom chân nâng nhom đăng pe nâng tê vì muốn mò khi mặt đại bàn từ tê tôi nhom lục lên nơi tẹp bài mà này ai như vàng hay côn phong ai phong hay khó ai cụ ai luôn ai tầng o ở miền này tê chân đăng ca nghe quát đời xa chân tê hay quát là hơi hết quát bò côn màu bình nhé bò ấy hơi chúng cá tơ te
chun cá quạt tư cái lại quạt mưng tư cái lại tư ca quạt tư vô việt tư bình đặt đây về bình từ tư Est-ce qu'il s'absentait souvent de K3? Ta lúc cái sông phan avat miền nhật nhọp thế nơi mình thi có bảy đôi giờ mình miền tranh từ nay nhật nhọp thế chuồn cá nhom tam nhom đằng nết đôi chiệp tập lọp cả tư cỏ muôi anh chẳng mà đo một cao hay cầm ro từ để đi tới mà hụt bay hụt y vinh chẳng đại ọt đi Quand il quittait K3, est-ce qu'il était accompagné de gardes du corps? Ở miền tây comment se déplaçait-il chẳng quạt thôi đập nợ nhận mạch tử quạt miền nẹt bờ lòng bờ ta nó cứ đôi chỉ con buồn ấy ở miền trang tây chi bị còi từ chân nó quạt chi tàn nó ở miền lan ở miền ấy lan ấy đẹp lo rồi có vận nát ấy nè ở miền tây À partir du moment où les dirigeants ont quitté K3, est-ce qu'il restait là-bas beaucoup de monde? Est-ce qu'il y avait une activité importante? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas moi, des bureaux avec des employés qui venaient quotidiennement travailler? Est-ce qu'il y avait une grosse activité dans ce bureau K3, d'après ce que vous avez pu constater? Nơi mình đi có bây cứ sạch chân ở miền nè nà chanh chốn hay còn nơi kia tích hay trong nơi pi nè miền mà nè tiết quạt côn cháy đá sẽ chung một ươn hay nơi tập pi nè nâng tê đó nè ca pia nè nếch cái miền là nơi kháng krau tay bảo mạng nè nhầm ọt đăng tế nơi kháng krau tên nơi kháng nông nâng bằng tay phân này xinh nè đời lại vì kia ai nhom nơi non nứng cứ ăn miên kia tràn tề miên tập pi bay nè Ça veut dire quoi quelques personnes? Vous êtes en mesure de donner une peut-être une fourchette du nombre des personnes? ចន្លោះពីប្រមាណទៅប្រមាណអ្នកដែរមានគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់នឹងដូចជា2អ្នក2អ្នកអ្នកនៅកន្លែងអីគេទូសັບរៀបអីបានហ្នឹងហើយខ្ញុំហើយនឹងឈ្មោះអឿនមួយទៀតហើយក្រៅពីនោះมันមានទេមានតែគេនៅខាងក្រៅceux qui étaient à l'extérieur c'était les gardes c'est bien ça ដែលនៅខាងក្រៅនោះគឺជាអ្នកយាមឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកស្រីខាងក្រៅនឹងគឺការងារអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែក៏អាចយាមតាមមើលមិនច្បាស់
Vous avez dit que vous étiez resté à Phnom Penh. Jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez quitté la ville, si vous l'avez quitté, est-ce que vous êtes resté à l'arrivée des Vietnamiens? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Và xong trên điệp đó. Còi Việt Nam cho ngày nhóm xâm rá côn mùi tiết bàn phí thay nhóm trở tranh từ cao nút quạt từ vô nhóm chùm mùi nâng chương nâng vô bị bẹt màu hái riêp trong ôi chỉ hẹt tẹp lương ngày buôn nhóm xâm ra là ngày pí nhóm trở tranh lần nghiệt ngày buồn rồi ngày ngày na đấy nhóm lấy cái này nhóm xâm ra là ngày ngày buồn là ngày của mùi ngày của muối là nghiện ngày của muối nắng với nhóm sầm ra ngày buồn là nghiện ngày của muối quạt tôi vô nhóm cho muối trường nắng hay chun tư đặt nơi ra tẹp lương hay ở chi là tẹp lương cho muối nồng côn pi nẹt tiệt không tôi vô côn pi cái lại nhà mình đồ của mà máu thầu chanh thằng chục nắng hay trong côn cháy tập bàn pi ngày tôi chẳng chỉ là tay phơi là hôn tranh tôi là hôn hơi quát quát tha quát dụng nâng của quát tranh tới đây hành chân tranh tôi là hôn pe nâng ọt miên này như thế từ ọt miên đây trụ quát thì hốt đò tranh nằm nơi từ đò lợn sọc ảnh miên ấy có loại tách lương thì chụp trầm nứng ớt miên ấy từ tiên ban lục số phóng từ vô từ mưa tới khơi nhé đặt nhom vô màu bắt vòng về lúc em cồn phong đau phong ạt đằng luôn tới cái chặt năm chạy tới và lâm lang ban đắng hỏi chập đám tới và thơ tầm nói tới đó xoài tiền thì tới đó xoài thì chập pin nâng tới hai giờ ngày đọc mùi đọc pi đọc bay bán Việt Nam trôn máu chập đâm tranh bị xoay rút là hốt đa là hốt từ hốt đào trung đàn tam trung đàn là hốt bàn bấm bơ khai à côn bạc nhâm nung của slap nước slap nước khai bấm bơ ở đây bàn chua quạt mà đòn thì à côn slap cùng đại kinh mục đài je voudrais vous demander, madame, pour revenir un petit peu en arrière, si le nom de Dun est connu de vous. Hay quạt nâng ắt sơ nơi cái lạnh phong khơi cho quạt tranh chố nông rịa pê màn khai đã rút tới cò tư cái lạnh kia bắt ọc tầng ọc nia tư hay chạy sẽ đánh ọt miền đài bàn đi dây nia đi tế con tạc khơi hay có ọt sqa lây cho bắt loa ọt tê con tạc khơi bần nâng Et
Et connaissiez-vous la nature de son activité à 4 ans? L'Oxray dans un pays comme un pays pour avoir deux unités, comme un pays pour la quoi de vrai d'ailleurs. Nous avons bâillé. Je m'en donne tes. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. L'esprit d'escalier, Monsieur le Président. J'ai quand même une question. Madame, je voudrais vous demander, comme dernière question, est-ce que vous pouvez peut-être dire à ce tribunal pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Votre mari est accusé de crimes extrêmement graves. Il semblerait que votre présence montre que vous le soutenez. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour expliquer à cette chambre les raisons de ce soutien? ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកធានតុលាការខ្ញុំមកនេះគឺចង់បង្ហាញថាប្តីរបស់ខ្ញុំ ទោះបីតុលាការត្រូវដាក់ទោសទៅគេចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាប្តីខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងគឺថាមនុស្សស្លូតបូតរៀបសារទន់ភ្លន់មិនប្រកាន់អ្នកណាក៏ដោយមិនថាអ្នកក្រអ្នកមាន គឺប្តីខ្ញុំត្រូវទាំងអស់ហើយទោះបីជាលំបាកវេទនានៅក្នុងព្រៃមួយរយៈកាលដែលខ្ញុំនឹងគាត់បានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកខ្ញុំឃើញប្តីខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំជឿជាក់ មកត្រង់ទោះបីតុលាការចោទប្រកាន់ឬអ្នកណាចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំសូមអះអាងខ្ញុំជាប្រពន្ធណាគឺមិនមែនស្រួលដូចងាយៗដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនោះទេគឺលំបាកណាស់លំបាកទាំងនៅក្នុងព្រៃជីវភាពលំបាកទាំងការរស់នៅ រត់លូនរហូតមកដល់មានផ្ទះមានសំបែងរំដោះហើយក៏មិនមានងាយស្រួលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាថានោះទេគឺលំបាកណាស់ដូច្នេះប្តីខ្ញុំបើប្រៀបធៀបនឹង នៅក្នុងប្រុសទាំងអស់ខ្ញុំឃើញប្តីខ្ញុំល្អជាងគេជាពិសេសសិលធម៌គុណធម៌មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តដោយសារអំពើអីមួយគឺអត់ទេហើយស្មោះត្រង់ក្នុងមកជីវិតនេះគឺថាគ្មានបុព្វសិទ្ធស្អីទាំងអស់សំបីតែផ្ទះសំបីតែរបស់របរប្រើប្រាស់ សំបីតាឡានដែលអ្នកដឹកនាំទាំងអស់មានឡានមានផ្ទះមានសំបែងគេស្អាតស្អាតប្តីខ្ញុំអត់ទេមកជីវិតស្មោះត្រង់គឺត្រង់ដំបងត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ប្តីខ្ញុំគឺមិនមែនជាអ្នកខូខើកាប់សម្លាប់ដល់ចាប់ដល់ចង គេឯងនោះទេខ្ញុំសូមធានាគ
ខ្ញុំក៏រស់នៅលំបាកវេទនាហើយជួយខ្ញុំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកូនចៅយ៉ាងម៉េចអត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រោះគាត់អាណិតខ្ញុំណាខ្ញុំជាស្រីលំបាកណាស់ហើយខ្ញុំដឹងហើយថាបងប្អូនរងគ្រោះដែលនៅកន្លែងជំនឿដែលនៅកន្លែងការដ្ឋានគេបង្អត់បាយបង្អត់ទឹក Tại nhóm có miền ca lũng bạc đôi tật nìa đai tay không nâng ta hẹt ấy ban bị miền chân khiêm xong tổ lá ca vinh là chay tam nâng cho với bố khiêm thế nìa bà đây khiêm tha mình miền chỉ nẹ khô khơ cắp dùm lập rưu cò thơ ấy đôi ông bơ thao tiếp đôi chắp tròn miên mà nay lộp luôn bận sạc cứ ắt miên tiếng ơ rút nơi chạy xa đây tăng pi cho nam môn chất sập rám kroi rụng đó chất sập rám chạy xa đây được trong bàn để dây ruột mà hơi hơi nâng về đề Việt Nam trốn mình đã ban chuốc nia mà đong na sọ là hôn đòn cho nam bẹt bay bẹt pi bẹt bay bay nia là hôn hơi chuốc hơi co mà plet đuôi co bay nia to tiệt Madame. Lục sấy. J'ai une dernière question pour faire suite à ce que vous a demandé, Monsieur le Président, au tout début de votre audition. Il vous a demandé quelle était votre activité aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez femme au foyer. Je voudrais que vous complétiez cette réponse en nous expliquant quels sont vos moyens d'existence. Comment vivez-vous aujourd'hui? Avec quel argent? Mr. President, this question is entirely irrelevant to any of the issues that have to be judged in this case. It's not relevant to Khieu Somphong's character, and it's not otherwise relevant to any other issue, and for that reason I object on the grounds of relevance. Si je puis répondre, Monsieur le Président. Je pense que l'objection du procureur est infondée, je crois qu'il est important que notre chambre sache comment la personne la plus proche de M. Khieu Somphong, c'est-à-dire son épouse, vit aujourd'hui, quels sont ses moyens d'existence. C'est une question très simple. ខ្ញុំគេសុំផងជាងសំណួរនេះវាស្រួលងាយយល់ទេចឹងចម្លើយក៏អាចឆ្លើយណែឆ្លើយដែរហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់មើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនឹងកូនក្តីខ្ញុំនេះព្រោះគាត់ជាអ្នកនៅក្បែរគាត់ជាងគេ បាទស្រីជំទាស់និងសូមអង្គហេតុនៃស្រីជំទាស់របស់តំណាងថាប្រញ្ញាមានលក្ខណៈសំស្របពីព្រោះសំណួរនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តចរិតនៃរបស់ជនជាប់ចោទទេអំពីជីវភាពសក្តិថ្ងៃរបស់សាក់សីនោះដូច្នេះសាក់សីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចុងក្រោយនេះទេបាទអរគុណលោកស្រីសូសុជាតិ កិច្ចដំណើរការសកម្មភាពតរាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពតរាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅពេលព្រឹកអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីសូសុជាតិ
Some capture.